Các bạn ngồi xuống. Đó. Ok. Xếp bằng lại. À, tư thế thoải mái nhất có thể mà bạn có thể cảm nhận được ha. Rồi, đặt hai tay lên gối. Hít vào. Thở ra. Hít vào lần thứ hai. Hít vào thật sâu, từ từ hít vào, không có vội vàng, nhưng thật sâu, thật sâu, thật sâu. Thở ra. Lần thứ ba. Hít vào. Thở ra. Ok. Trước khi bắt đầu tập yoga, chúng ta khoảng có 10 phút để tập cho làm ấm các khớp. Các bạn duỗi hai chân thẳng ra phía trước. Đặt bàn chân phải, chân trái lên đùi phải. Tay phải cầm bàn tay trái xoay. Xoay ngược lại. Ok. Rồi. Các bạn dùng bàn tay phải ôm lấy bàn chân trái, kéo sát cái bàn chân về phía bạn. À, gót chân trái chạm trên đùi phải, kéo căng 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 căng. Ok. Rồi. Thả ra. Đổi bên. Xoay. 5 4 3 2 xoay ngược lại. 5 4 3 2. Ok. Tương tự cầm bàn tay trái nắm lấy chân phải, kéo căng về phía bạn. Gót chân phải chạm lên đùi, kéo căng 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 căng. Ok. Duỗi hai chân ra phía trước. À, đặt hai bàn tay ra phía hai sau lưng, kéo căng chân. À, kéo căng chân ha. Kéo căng. Ok, kéo căng. À, ngược lại. Ngược lại. Ok. Nếu bạn cảm thấy khó khăn thì hãy lấy hai tay nắm lấy hai chân, kéo căng về phía bạn. Ok, rồi. Chúng ta tập khớp gối. Nào, đặt hai tay ra sau lưng. Ok, co, giãn, co, giãn, co, giãn. Lặp lại 10 lần. Ok, rồi chúng ta tập khớp hán. Đó. Các bạn nằm xuống, đó, nằm xuống. Hai cái tay chống họ, chống trong tư thế như thế này. Ok, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Thả lỏng người, không có gì phải gồng căng lên hết ha. Cái thư giãn thả lỏng. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, đổi bên, lên, xuống, 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 5, 4, 3, 2, 1, ok. Vẫn giữ tư thế này các bạn, từ từ nhấc hai cái chân của bạn lên khỏi sàn yoga khoảng 15 cm, từ từ đưa rộng ra hai bên. Đó, đưa rộng ra hai bên, tùy theo khả năng của mình, đừng có cố gắng gì cả, cái này mình mới làm ấm thôi. Đó, ok. Đó, mở ra khép lại, 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 mở ra khép lại. Ok, từ từ ngồi dậy. À, ngồi xếp bằng trở lại. Các bạn có thể xếp tư thế hoa sen, hoặc bán hoa sen, hoặc xếp bằng tự do.
Muốn tư thế hoa sen thì các bạn dùng bàn tay phải nắm lấy bàn chân trái, kéo sát bàn chân trái vào căng cạnh hông của bên phải. Đó. Rồi, và làm ngược lại cho bên còn lại. Ok. Đó. Đó, thì bạn ngồi tư thế như này, gọi là tư thế hoa sen ha. Rồi, bắt đầu hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra, nghiêng người qua bên trái. Đó. Khi nghiêng người qua bên trái, bạn có thể nghiêng thêm nữa thì cứ nghiêng. Nếu có thể là lấy tay trái nắm lấy bàn chân của bạn, bàn chân trái của bạn là càng ok. Ok, giữ lại tư thế này. 5, 4, 3, 2, hít vào về giữa. À, thở ra, thả tay xuống. Hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Vặn thêm một xíu nữa. Nếu bàn tay phải của bạn nắm lấy được bàn chân phải thì càng tốt. Vặn ra sau lưng. Ok. Hít. Thở đều. 5, 4, 3, 2. Hít vào, về giữa. Ok. Rồi các bạn nghiêng người trái phải. Hít vào, hai tay đưa lên cao. À, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay ra ngoài. Ok. À, thở ra, nghiêng người sang bên trái. À, hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng sang trái. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng sang trái. Bạn giữ lại tư thế này. Bạn sẽ cảm giác sức căng ở bên lườn phải. Và cứ cố gắng thêm một xíu nữa. Đó, cố gắng thêm một xíu. Tùy theo khả năng của bạn. Không để người mình bị té nha. Ok. 5, 4, 3, 2. Hít vào. À, đưa hai tay lên cao, thở ra, thả tay xuống thư giãn. À. Mình tập tiếp cho bên còn lại. Hít vào, hai tay đưa lên cao, tay nọ đang lấy tay kia, lọn bàn tay ra ngoài. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng phải, giữ lại. À, giữ lại tư thế này. Bạn cảm giác sức căng ở lườn trái và cố gắng giữ lại. Đó, nếu bạn cảm thấy hạ người thấp xuống thì cứ từ từ hạ xuống một xíu một. Ok, tùy theo khả năng hạ của bạn là bao nhiêu ha. Không có để bị đau. Ok, 5, 4, 3, 2, hít vào, về giữa, thả lỏng tay. Ok, tiếp tục. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Tay nọ đang vào tay kia, lòng bàn tay ra ngoài, ngẩng cổ lên, thư giãn vai, mắt nhìn lên cánh tay. À, nâng ngực lên. Ok, 5, 4, 3, 2, hít vào, về giữa, thả lỏng. Ok. Tiếp tục. Hít vào, đưa hai tay ra sau. Tay nọ đang vào tay kia, lòng bàn tay ra ngoài. À, thở ra. Từ từ hạ người xuống. Ok. Từ hạ người xuống. Hai cánh tay đưa lên cao. Tùy theo khả năng của mình mà hạ bao nhiêu nha. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên, từ thả lỏng tay. Chúng ta bắt đầu thả lỏng hai cái bàn chân của bạn. Ok. Bắt đầu là bằng chân phải. Bạn dùng hai bàn tay ôm lấy bàn chân phải, kéo chân ra ngoài. Sau đó, kéo bàn chân trái ra ngoài. Ok. Đưa hai chân về phía trước, thư giãn. À, thư giãn. Ok. Thư giãn cho máu lưu thông đều trở lại.
Rồi. Hai bàn tay của bạn chống chặt dưới thảm yoga. Đó. Nâng mông lên. Đó. Để thư giãn chân. À, đẩy người về trước, lùi người về sau. Ok. Ok. Giờ chúng ta đổi tư thế tập tiếp. À, nằm sấp người xuống. Nằm sấp người xuống. Đó, ok. Hai bàn tay đặt ra phía trước, gối đầu lên tay. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi, bắt đầu ta tập động tác này. Đặt hai cánh tay của bạn, đặt hai bàn tay của bạn ngang ngực và rộng ra ở bên ngoài bìa thảm yoga. Hít vào, nâng đầu lên. Bạn nâng vừa vừa thôi, sao cho hai cánh tay của bạn chỉ nâng lên khoảng tầng 2/3 là vừa rồi. Nó như vậy. Đó, một. Và lặp lại cho Mita 10 lần. Đó, ok. 2. 3. Hít vào là các bạn nâng lên, thở ra là các bạn hạ xuống. Đó. 4. Tiếp tục đi. Chậm chậm thôi. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bạn giữ lại cho Mita tư thế này, giữ thêm 15 giây nữa. Nâng đầu lên ha. Đó. Dùng trọng lực ở hai cánh tay của bạn và hai bàn tay, không có căng vai gì hết nha. Rồi, thôi, hạ người xuống, quàng hai tay ra phía trước, gối đầu lên tay, hít thở một hơi, chúng ta tập tiếp. Rồi, lần này chúng ta đặt hai cái bàn tay của bạn cũng ngang ngực nhưng mà sát vô bên trong, sát chạm vào ngực luôn. Ok. Hít vào, nâng người lên, cũng nâng 2/3. Thì lúc này nó sẽ cao hơn một xíu so với lúc nãy. Ok. Thở ra, hạ xuống. Lặp lại cho Mita 10 lần. Hít. Thở. Chậm thôi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lần thứ 10 các bạn giữ lại, giữ 30 giây cho Mita ở đây. Đó. Mỗi tay đúng không? Mỗi ngày là bạn cảm thấy cái sự dẻo dai của bạn tăng lên. Đó, bạn tuyệt là vời lắm. Ok. Năm, bốn, ba, hai, hạ xuống. Vòng hai tay ra phía trước, gối đầu lên tay, thư giãn. Hít một hơi, thở vào và thở ra thật sâu, thật chậm. Rồi, ta tập tiếp. Lần này ta cũng đưa hai bàn tay của bạn ngang ngực và sát vào ngực, chạm vào ngực luôn. Nhưng các bạn nâng người lên cao, thẳng cánh tay, sau đó vặn ra sau nhìn gót chân bên kia. Hít vào, nâng người lên.
nghiêng người ra sau, nhìn qua gót chân bên kia, nghiêng qua bên trái trước, nhìn gót chân bên phải. Ok. 5 4 3 2 1 Hít vào về giữa, nghiêng qua phải, nhìn gót chân bên trái. Ok. 5 Nhìn cho được gót chân nha. 4 3 2 1 Hít vào về giữa. Đó. Thở ra, hạ người xuống. Đưa hai tay ra phía trước thư giãn. Rồi, chúng ta đứng dậy tập tiếp. Đứng trên đầu tấm thảm yoga. Đó. Hai chân khép sát lại với nhau. Hai bàn tay chắp trước ngực. Hít vào, đưa hai tay lên cao, cong lưng, nâng ngực lên, mắt nhìn theo tay. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, gập người xuống, kéo sát đầu vào ống chân. Ok. À, đó, kéo sát đầu vào ống chân. Ok. 5 4 3 2 Hít vào, rút chân trái ra sau, hạ gối trái, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, ngửa người ra sau. 5 Hít vào, hai tay đặt cạnh chân, rút chân phải ra sau, tư thế tấm ván. Ok. 5 Hít vào, hạ gối, hạ ngực, hạ cơm. Hít vào, trường người về trước, nâng ngực lên. Cảm giác sức căng ở thắt lưng sau. Nếu bạn chưa thấy căng thì hãy trường người về trước thêm một chút nữa. Ok. Năm, 4 3 2 Hít vào, chống chân, nâng mông, hạ gót chân, kéo đầu ra sau tay. Ok. Giữ tư thế này. Năm, 4 3 2 Hít vào, rút chân phải lên trên, hạ gối trái, hai tay đưa lên cao, người ngã ra sau, mắt nhìn theo tay. Hít vào, hai tay đặt cạnh chân, rút chân trái về, cúi sát đầu vào ống chân. 5 4 3 2 Hít vào, đưa hai tay lên cao, cong lưng, nâng ngực lên, mắt nhìn theo tay. Hít vào, hai tay chắp trước ngực. Hít thở sâu. Thêm một hơi thở nữa. Thư giãn. Ta bắt đầu tập cho bên còn lại. Hít vào, hai tay đưa lên cao, cong lưng, nâng ngực lên, mắt nhìn theo tay. Hít
hít vào, cúi sát người xuống, hai tay đặt cạnh chân, cúi sát đầu vào ống chân. Đó, mỗi ngày cúi một chút một chút. Ok, hít vào, rút chân phải ra sau, hạ gối phải, hai tay đưa lên cao, người ngã ra sau, mắt nhìn theo tệ. Hít vào, hai tay đặt cạnh chân, rút chân trái ra sau, tư thế tấm ván. Hít vào, hạ gối, hạ ngực, hạ cơ. Hít vào, trường người về trước. À, nâng ngực lên, cảm giác sức căng căng ở thắt lưng. Nếu chưa cảm giác căng, hãy cố gắng trường người về trước thêm một chút nữa. Okay. Hít vào, chống chân, nâng mông, hạ gót chân, kéo đầu ra sau tay. Ok. 5, 4, 3, 2. Hít vào, rút chân trái lên trên, hạ gối phải, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, ngã người ra sau. Hít vào, hai tay đặt cạnh chân, rút chân phải về, cúi sát đầu vào ống chân. Hít vào, hai tay đưa lên cao, cong lưng, mắt nhìn theo tay, nâng ngực lên. Hít vào, hai tay chắp trước ngực, hít thở đều. Ok, đây là tuần thứ 6 chúng ta tập thể dục cùng nhau rồi. Chắc hôm nay các bạn rất là dẻo dai và khỏe mạnh. À, tập xong cũng không mệt gì đâu ha. À, có khát nước thì uống một ngụm nước, có mồ hôi thì lau sơ mồ hôi rồi chúng ta sẽ tập tiếp. Okay. Rồi, chúng ta sẽ tập tiếp. Đứng giữa tấm thảm yoga. Okay. Hai chân đứng gần lại với nhau. Chúng ta tập thăng bằng. Đó, ba động tác. Ba động tác thăng bằng. Chân phải làm trụ. À, chân trái đưa ra phía trước gập gối. À, như các bạn lần này các bạn thử nhắm mắt lại tập ha. Nhắm mắt trước. À, hãy quan sát một điểm nào phía trước mắt của bạn. Và bạn sau đó bạn nhắm mắt lại và bạn vẫn tưởng tượng ở đó có một cái điểm rất là tuyệt vời. Và bạn sẽ quan sát vào đó ha. À, rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Từ từ đưa chân ra, chân trái ra phía trước, sao cho đùi và ống chân vuông góc nhau. Ok. Thôi hạ xuống, dễ không? Nếu khó quá thì bạn thể từ từ mở mắt ra và đưa ra phía trước. Okay. Để tập được nhắm mắt lại thì bạn vẫn chú ý là
Nhìn ở phía trước có một điểm rất là quan trọng. Dù nhắm mắt hay mở mắt, chúng ta cũng tập trung vào điểm đó thì bạn sẽ không bị ngã. Đó. Rồi, hạ chân trái xuống. Đưa chân trái về phía trước. Đó. Sau cho bàn tay trái nắm lấy ngón chân trái, kéo căng ra. Tay phải đưa lên cao. Giữ tư thế này 30 giây. Kéo thẳng người lên cao. Năm, bốn, ba, hai. Từ từ hạ chân, hạ tay. Chân phải làm trụ. Đưa chân trái đưa chân trái vòng qua chân phải ha. Đó. Ta đứng thế nào cho nó dễ. Ok. Đó. Chân phải hơi cúi sát một chút xíu. Bàn chân trái vòng qua ống chân phải. Ok ha, vòng qua ống chân phải. Đó, ngồi xuống tư thế cái ghế. Đó, bạn chắp hai tay phía trước ngực. Đó, chắp hai tay phía trước ngực. Ok. Nhìn ngược lại cho bạn sẽ thấy dễ dàng hơn. Đó. Ok. Giữ tư thế này 30 giây. Năm, bốn, ba, hai. Từ từ đứng lên, thả chân. Đó. Ta tập phần còn lại ba động tác cho chân bên trái. Hãy quan sát phía trước, một điểm rất là quan trọng. Sẽ chú tâm vào điểm đó. Từ từ nhắm mắt lại và đưa bàn chân phải ra phía trước. Sao cho đùi và ống chân vuông góc nhau. Tập trung vào điểm phía trước. 5, 4, 3, 2. Từ từ hạ chân xuống. Ok. Tiếp tục. Bàn tay phải nắm lấy ngón chân phải. Đó. Kéo căng chân ra phía trước. Bàn tay trái đưa lên cao, kéo căng người thẳng lên cao. Giữ tư thế này 30 giây. Cố gắng lên, kéo căng người lên. Thôi, từ từ hạ tay chân xuống. Ok. Chúng ta tiếp tục. Hơi gập gối chân trái. Hơi gập gối chân trái. Đặt bàn chân phải, đặt chân phải lên trên đùi trái. Lộn ngược cái bàn chân phải đi xoang qua cái ống chân trái. Ok. Thấp xuống một xíu. Cúi người xuống tư thế cái ghế. Đó. Cho hai tay chắp phía trước ngực. Giữ tư thế này 30 giây. Đứng rộng ra. Mở chân trái ra, khóa chân phải lại. Ok. Hít.
vào hai tay giam ngang, thở ra nghiêng người sang bên trái. Ok, nghiêng người sang bên trái, nghiêng người sang bên trái, tiếp tục nghiêng người sang bên trái. Sau đó đặt bàn tay trái chạm bàn chân trái hoặc cạnh bàn chân trái. Tay phải đưa lên cao, mắt nhìn theo tay phải. Ok. Bạn cảm giác sức căng 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 ở đùi trái. Đó. Hôm trước tập 30 vòng chào mặt trời, hôm nay vẫn còn dư âm đúng không? Năm, bốn, ba, hai, hít vào từ từ nâng người lên, thở ra thả lỏng tay. Ok, rồi chúng ta tập tiếp. Hít vào hai tay đưa lên cao, thở ra nghiêng người sang bên phải. Hít vào, mình ta xin lỗi, nghiêng người sang bên trái. Hít vào, hạ bàn tay phải xuống chạm cạnh bàn chân trái. À. Tay trái đưa lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Năm, bốn, ba, hai. Hít vào từ từ nâng người lên, trở về trạng thái giữa thả lỏng tay. Rồi, ta tập tiếp. Hít vào từ từ hạ chân trái sao cho đùi trái và ống chân trái vuông góc nhau. Đó. Hai tay dang ngang, thở ra nghiêng người sang bên trái. Đặt bàn tay trái cạnh bàn chân trái, tay phải đưa lên cao, mắt nhìn theo tay phải. Ok. Hít vào, nâng người lên, thở ra hạ tay xuống. Đó. Giữ nguyên tư thế này. Hít vào, hai tay dang lên cao. Thở ra cúi người xuống, tay trái đưa xuống đùi phải và tay phải quàng ra sau nắm lấy tay trái. Đó. Nâng ngực lên. Năm, bốn, ba, hai. Hít vào, nâng người lên. Đó. Thở ra, thả lỏng tay, khóa chân trái lại, mở chân phải ra. Hít vào, hai tay giam ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Từ từ nghiêng người sang bên phải. À, bàn tay phải chạm bàn chân phải. Tay trái đưa lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Năm, bốn, ba, hai. Hít vào, từ từ nâng người lên. À. Thở ra, thả tay xuống thư giãn. Tiếp tục. Hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. À. Hít vào, nghiêng người xuống bên phải. Bàn tay trái chạm kế bên bàn chân phải. Tay phải đưa lên cao, mắt nhìn theo tay phải. Năm, bốn, ba, hai. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, hạ tay xuống thư giãn. Hít vào, từ từ hạ chân phải sao cho đùi và ống chân vuông góc nhau. Đùi và ống chân vuông góc nhau. Đó. Hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra nghiêng người sang bên phải. Bàn tay phải đặt cạnh bàn chân phải. Đó. Tay trái đưa lên cao, mắt nhìn theo tay. Năm, bốn, ba,
2. Hít vào. Hai tay đưa lên cao. À, thả lỏng. Ta tập tiếp. Hít vào, hai tay đưa lên cao. À, nghiêng người sang bên phải, tay phải quàng dưới đùi phải, tay trái đưa ra sau, nắm lấy tay phải, nâng ngực lên. Năm, bốn, ba, hai, thôi. Hít vào, từ từ nâng người lên. À, xếp chân lại. Xếp chân lại. À. Okay. Các bạn ngồi xuống. Hôm nay chúng ta tập sao cho cái độ dẻo dai của các bạn nó nằm ở cái phần thân dưới thật là nhiều vào ha. À, ngồi xuống. Xếp hai chân lại để hai bàn chân chạm vào nhau. Đó. Bạn kiểm tra xem hôm nay hai bàn chân của bạn chạm vào nhau thì bạn kéo sát được vào người ở mức độ nào rồi. Đó. Ok. Đó. Mỗi ngày bạn sẽ quan sát sự thay đổi trong cơ thể mình một xíu. Sau đó các bạn đập bướm. Ok. 5, 4, 3, 2. Ok. Mở rộng chân ra. Mở rộng chân ra hai bên. Tùy theo khả năng của bạn mở được bao nhiêu thì mở, nhưng cố gắng là đừng có để bị đau. Đó. Mở trong ra hai bên. Ok. Hít vào. Từ từ bò người ra phía trước. Đó. Bạn hãy tập trung, tập động tác này cần phải tập trung. Nếu bạn không tập trung thì bạn sẽ bị đau ha. À, cứ bò người ra phía trước. Bạn cảm giác sức căng ở đâu thì đặt sự tập trung vào ở đó. Ok. Đó. Sức căng sẽ diễn ra ở dưới hai đùi sau của bạn, rồi tới kheo chân, bắp chân, bàn chân cũng căng luôn. À, đó. Cứ từ từ bò người ra phía trước. Một chút, một xíu, một xíu, một xíu, một xíu, một xíu, một xíu, một xíu thôi. À. Giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ hít thở, từ từ bò ngược trở lại, không có ngồi lên vội vã nha. Ok. À, thư giãn. Tập lại lần thứ hai. À, tập lại lần thứ hai. Hít vào. Đặt cái tay ra phía trước và từ từ bò về phía trước. Đó, từ từ bò về phía trước theo khả năng của mình. Căng căng thêm xíu nữa. Thêm một xíu nữa, không để bị đau ha. Giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ nâng người lên. Từ từ thôi. Ok. Xếp hai chân lại, thư giãn. À. Các bạn nằm thẳng xuống thảm yoga. Chúng ta có 9 cấp độ tập cho bài tập này. Hôm nay chúng ta tập 4 cấp độ đi. Ok, 9 cấp độ. À. Hít vào, nâng chân lên. Hai tay của bạn nắm lấy ngón chân. À, từ từ đưa bàn chân, đưa chân của bạn ra hai bên. Okay. Đưa chân ra hai bên.
Đó. Khi mà bạn dẻo dai thì cái chân này có thể xếp sát lại với thân của mình. Nhưng chúng ta tập từ từ từng bước một. Đó. À, nếu như ban đầu bạn chưa có đưa được như thế này thì bạn có thể gập gối lại để đưa chân gần về phía bạn, lấy hai tay kéo chân đưa gần về phía bạn. Còn nếu bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu, hãy thẳng chân ra kéo căng về phía bạn. Ok, hít vào, hai chân đưa lên cao, hai tay hạ xuống. À, chúng ta bắt đầu. Hai bàn chân chạm vào nhau. À, hai bàn tay đặt xuống lòng xuống như hai chân này nè. Đó. Và nắm lấy hai cổ chân của bạn. Khẽ mở ra. Đó. Đầu của bạn vẫn nằm thẳng dưới thảm yoga. Mở ra. Ok. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhất hả? Một. Nâng lên một xíu nữa. Tới đây là điểm số 2. Thì lúc này thì cái tay của bạn hơi co lại một xíu. Điểm số 2. Ba. Ba thì lúc này hai cánh tay của bạn chạm tới sườn và cái gót chân của bạn sẽ chạm ở vị trí rốn của bạn. Đó. Ba. Ba hả? Bốn. Bốn thì hai cái tay của bạn sẽ được đưa lên cao hơn một chút xíu. Cái gót chân của bạn nằm ở dưới ngay chấn thủy. À, bốn. Hôm nay chúng ta tập tới vị trí số 4 thôi. Ok. Từ từ buông lỏng, thư giãn. Vị trí số 9 là gót chân của bạn sẽ chạm tới mũi. Và mục tiêu của chúng ta sẽ tập được tới đó. Và chúng ta tập lại lần thứ 2. Hai bàn chân xếp sát lại với nhau. Hai bàn tay lồng xuống dưới hai chân, nắm lấy hai cổ chân, mở rộng ra. Đây là vị trí số 1. Okay. Rồi. Hít vào, đưa về vị trí số 2. Vị trí số 2 thì nằm ở dưới rốn khoảng là 10 cm. À. Vị trí số 3 ngay rốn của bạn. Số 3. Giữ lại. Vị trí số 4 ngay dưới chấn thủy của bạn. Ok. 5 4 3 2 Từ từ thả lỏng. Các bạn trả lưng trở lại bằng cách là bật người lên, hai tay ôm lấy đùi, nâng ngực lại. Rồi, làm lại. Ba. Năm cái rồi. Bốn. Năm. Rồi, hôm nay chúng ta thực tập lại cái bài là cây cầu. Đó. Cây cầu. Okay. Cây cầu làm cấp độ nhẹ một xíu. Hai chân kéo gần lại phía mông. Đó. Hai bàn tay xuôi theo thân. Hít vào, từ từ nâng mông lên. À, cứ từ từ nâng mông. Sao cho đùi vuông góc với bắp chân. Nâng mông lên ha. Siết chặt mông nâng lên. 5 4 3 2 Từ từ hạ người xuống. Đó. Lần này bạn kéo cái gót chân của bạn lại gần mông hơn. Hai cái tay của bạn nắm lấy cổ chân. Đó. Hít vào, từ từ nâng mông lên.
Nào. Năm, bốn, ba, hai, thở ra, từ từ hạ mông xuống. Lần này ta làm khó hơn một xíu. Đưa hai chân ra xa mông một xíu. Hít vào, hai bàn tay quàng ra sau, đặt ngay cạnh đầu, hai các ngón tay chỉ về phía chân. Đó, hai tay đặt cạnh đầu ha. Nhớ là đừng có chặn tóc nha. Kiểm tra cho kỹ, đừng có chặn tóc. Ok. Hít vào, từ từ nâng mông lên, từ từ nâng đầu lên. Ok. Thả lỏng vai cổ. 5, 4, 3, 2, từ từ hạ đầu xuống, hạ tay, hạ vai, lưng, mông, duỗi thẳng chân thư giãn. Ok, ta tập lại lần thứ hai. Gập gối lại sao cho chân và gối gần gần cái mông với nhau. Hít vào, hai tay đưa ra sau cạnh đầu, sao cho các ngón tay chỉ về phía bàn chân của bạn. Đặt hai tay cạnh đầu, hai bàn tay cạnh đầu. Hai bàn tay thật là vững chãi trên tấm thảm yoga. Cẩn thận không có chận tóc của bạn ha. Hít vào, từ từ nâng mông lên, cứ từ từ nâng mông lên, từ từ nâng đầu lên, dùng lực hai cánh tay để nâng đầu lên. Hít thở đều, thả lỏng vai. 5, 4, 3, 2, từ từ hạ đầu xuống, gập hai cánh tay, hạ lưng, mông, và cúi thẳng chân lên, thả chân ra. Ok. Rồi, chúng ta trả lưng lại bằng cách đưa hai chân lên cao, gập là gối lại. Hai bàn tay ôm lấy gối. Đó, ôm lấy gối. Kéo sát gối về phía người, phía bạn, phía cầm bạn. Kéo sát lại. Ok. 5, 4, 3, 2, từ từ thả lỏng ra. Ok. Bạn có thể thư giãn thêm 5 nhịp để massage lưng, lưng sau. Đó. Đặt hai bàn chân của bạn chạm vào nhau, hai bàn chân này chạm vào nhau, đặt xuống dưới, bật người lên, hít vào, bật người lên. Ok, cúi gập người về phía trước. Quá tuyệt vời ngày hôm nay của bạn rồi đúng không? Và ngày hôm nay bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Bước tiếp theo là chúng ta massage và thư giãn. Bắt đầu ta massage hai cánh tay trước. Đưa hai tay ra phía trước. Hai cánh tay đập vào nhau. Ngửa bàn tay trái lên. 1, 2, 3, 4. Lật bàn tay lại. 2, 3, 4. Đó, làm ngược lại. Thêm hai lần nữa. Ok, đổi bên. Cũng tương tự như vậy. Khi mà đi lớn tới là tới khuỷu tay rồi, các bạn lật tay lại ha. Ok, vai. Ok, thắt lưng.
đuôi. Bàn chân. Nắp. Nắp, số bóp nắp đi ha. Khỉu tay. Bóp bóp khỉu tay. Đó. Cổ tay. Ok. Đổi bên. Khỉu tay. Háng. Khỉu chân. Cái này là gì? Đúng rồi. Đổi bên. Ok. Mắt cá chân. Rồi ok. Các bạn rửa tay đi, ta massage mặt. Namaste. Đặt tay nọ lên tay kia, tay nào bạn thuận thì đặt. Ok. Massage. Massage vòng số 8 trên mặt. Ok. Rồi. Đặt hai bàn tay lên mặt của bạn, ôm lấy mặt như thế này. Đó. Sau đó dùng lực ấn vào trong mặt của bạn một chút xíu, đẩy ra hai bên. Đó. Ok. Đẩy ra hai bên. Không có làm ngược lại ha. Chỉ đẩy ra hai bên thôi. À. Dùng cái chỗ tay, cái tay này của bạn ấn hơi sát vào mặt một chút xíu. À. Ok. Chúng ta massage lông mày. À, dùng hai ngón tay của bạn đặt ở đầu mày ha, đặt ở đầu mày. Kéo sát, kéo theo cái đầu mày, kéo ra sát chân tóc. Ok. Đó. Lặp lại. Đó là khoảng 10 đến 15 lần. Ok. Cho nó ta massage ở dưới vòng mắt bằng cách là đặt một hoặc hai ngón tay ở trên đầu mày, kéo ngang qua dưới vòng mắt, đưa ra sau, nhớ đưa ra sau ra tận tóc luôn nha. À, ta bắt đầu từ đây. Ok. Hai. Ta làm như vậy khoảng 10 đến 15 lần. Rồi, ta massage mắt bằng cách các bạn đặt hai hoặc ba ngón tay lên vị trí ở đầu mày, nhắm mắt lại và đè xuống mắt. Đó, đưa đẩy ra tới tận chân tóc. Đó, đè xuống mắt ha, đè xuống mắt đẩy ra chân tóc. Nhớ nhắm mắt lại chứ không bị cay mắt do mồ hôi của bạn đi vào mắt đó. Và làm khoảng 10 lần. 4 5 6 7 8 9. Khi mà bạn tất cả những cái bài massage trên cái khuôn mặt của bạn, đầu vai này, bạn nên tập khi mà bạn vừa thức giấc trên giường ngủ thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Nhưng mà bạn bận quá thì có thể tập bất kỳ lúc nào vẫn tốt. Hoặc sau khi yoga bạn tập giống như Mita này vẫn tốt nha. Okay. Rồi ta massage mũi, đặt một hoặc hai ngón tay ở vị trí cánh mũi và ta đẩy lên tới tận chân tóc, chỉ làm một chiều thôi, không có đẩy ngược lại.
Một chiều thôi. Làm khoảng 5 đến 10 lần. Ok. Rồi bây giờ ta massage vùng môi trên và môi dưới. Cái vùng này rất là quan trọng cho cái hệ tiêu hóa của bạn. Nhớ qua bên trái một cái thì phải qua bên phải một cái. À, không có làm một bên thôi thì bạn sẽ bị rối loạn đường tiêu hóa. À, bắt đầu. Thôi. Ta massage hai bàn tay của bạn, hai bàn tay, dùng hai ngón tay đặt cái chữ V như thế này, đặt vào vị trí hai cái đồ bàn tay của bạn, kéo lên, kéo xuống. Khi bạn bị ho hoặc ngạt mũi, không có thông được thì bạn làm cho Mita cái động tác này vô cùng vi diệu. Nơi bạn có khí hậu rất là lạnh, ngạt mũi thở không được thì hãy làm cho Mita ngay. À. Ok, rồi. Bây giờ ta massage tay. Tay của bạn lấy hai bàn tay đặt vào lỗ tai và xoa. Nếu người thân của bạn yếu ớt quá không tự xoa được thì hãy lấy một cái khăn ấm và lau tai. Lâu đến khi nào mình sờ cái tay của mình nó mềm nhũn à, cũng giống như khi xoa vậy đó. Xoa đến khi nào bạn sờ cái tay bạn cảm thấy nó mềm nhũn, tầm khoảng 15 đến 30 vòng là bạn sẽ thấy nó mềm nhũn luôn. À, cứ làm thường xuyên đều đặn từ 3 đến 4 tháng trở lên là bạn sẽ cảm thấy cái hệ miễn dịch của bạn tăng lên rất nhiều. Hai cánh tay của bạn bỗng dưng khỏe hơn. Ok. Rồi, ta massage lỗ tai bằng cách dùng hai cái ngón tay đưa vào bên trong và xoay, nhớ không có móng ha. Rồi, thả lỏng ra. Rồi ta massage cái vùng là màng nhĩ bằng cách đặt hai cái bàn tay kín vào trong hai lỗ tai của bạn. Ấn sát vào từ từ, không được ấn mạnh quá, cứ từ từ thôi, cho đến khi bạn không nghe âm thanh từ bên ngoài nữa. Rồi sau đó thở mở ra từ 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 từ, lặp đi lặp lại 10 lần. Chúng ta bắt đầu. Ok, thả lỏng vai cổ. Bây giờ ta tiếp tục massage cái răng lưỡi của bạn. Đặt lưỡi lên trên, hàm trên. Đó. Và xoay lưỡi từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ dưới lên trên. À, hàm trên, hàm dưới đều đặn như vậy. Ít nhất là 3 đến 5 vòng. Ok. Rồi bây giờ ta massage cái vùng thanh quản của bạn bằng cách hít vào thật sâu và đi đến khi nào hết hơi thôi. Ta lặp lại 3 lần. Hít vào.
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Bạn thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta nằm xuống thư giãn, kết hợp một lần hít thở sâu, rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta tập giữ 60 giây đi ha. Giữ lại 60 giây. Ok, chúng ta bắt đầu. Nằm thư giãn trên sàn yoga. Hai tay xuôi theo thân, hai bàn chân đưa ra hai bên, toàn thân cảm nhận trên thảm yoga. Mắt nhắm hờ, hít thở đều. Bạn có thể dùng một bàn tay để đặt lên trên bụng để cảm nhận hơi thở của mình. Và bài tập của chúng ta: hít vào từ từ bằng mũi, cảm nhận bụng phình lên. Sau đó thở ra, kết hợp mũi miệng, hả miệng ra, từ từ đưa hơi thở ra ngoài, cho đến khi là bụng xẹp 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 sát xuống da của bạn luôn. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại 15 lần hít vào thở ra như thế. Sau đó chúng ta sẽ giữ hơi thở lại tối đa trong khả năng của bạn. Trong bài tập ngày hôm nay, Mita cùng thực hành với bạn cố gắng giữ hơi thở 60 giây. Nếu bạn không có thể giữ được 60 giây thì trong khả năng của bạn. Sau khi nín thở 60 giây, bạn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó giữ hơi thở tiếp tục thêm 15 giây nữa, rồi thở ra. Lặp đi lặp lại như vậy bài tập này mỗi ngày để bạn được khỏe hơn ha. Bắt đầu, một hơi thở ra. Vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi.
hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra. Giữ 60 giây bắt đầu. Vào một hơi thật sâu. Giữ yên 15 giây. Bài tập của chúng ta hôm nay là kết thúc. Bạn rất là tuyệt vời. Mita chúc các bạn là một ngày nhiều may mắn và sức khỏe. Khi bạn sẵn sàng, hãy từ từ nghiêng người sang bên phải và ngồi dậy. Namaste.